Ước mơ của mình là làm kinh doanh. Ước mơ của mình là theo đuổi các ngành về lĩnh vực công nghệ. Ước mơ của mình là sau này sẽ đi du học. Ước mơ của mình là làm một thiết kế game. Ước mơ của mình là sẽ đưa du lịch Việt Nam ngang tầm với lại là thế giới, với lại các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Thích cái ước mơ đó nhưng mà tại vì gia đình không cho phép. Khó khăn lớn nhất của mình là mối quan hệ của mình vẫn có chưa được rộng, với khả năng giao tiếp của mình cũng chưa có nhuần nhuyễn. Việc suy nghĩ về việc sau này đi du học thì sẽ rời xa gia đình bạn bè thì cũng cảm thấy nói chung là có chút khó khăn. Khó khăn lớn nhất của mình thì trong việc học tập thì chỉ có là cái ý tưởng thôi. Còn về phía gia đình thì không, gia đình ủng hộ mình. Mình chưa dám thực hiện tại vì nó mang tầm quốc tế cho nên mình chưa biết được là làm cách nào để nó tiếp cận được ở cái mức độ là quốc tế. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tường muốn giới thiệu với quý vị một gương mặt rất là quen thuộc, đặc biệt là trên màn ảnh. Đây là một cô diễn viên đó rất là nổi tiếng trong những năm gần đây, và đặc biệt mới đây là dậy sóng với bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Xin giới thiệu diễn viên Thúy Ngân. Dạ, Thúy Ngân xin được chào quý vị khán giả cũng như là chị Cát Tường. Ghế nóng, mình muốn nói tới người trẻ và những ước mơ, những đam mê của họ. Thì chắc chắn là trước tiên sẽ là cơ hội để cho Thúy Ngân để em có thể trải lòng chia sẻ về những cái ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em thi vào trường sân khấu điện ảnh. Trước đó là em đã có những cái giải thưởng về nữ hoàng trang sức, nhưng mà rõ ràng là ở tuổi 18, 19 thì mình còn quá trẻ để có thể biết đâu là cơ hội tốt, đâu là cái hướng đi cho mình. Cái bước đi vào nghệ thuật của em là một cái điều mà, một cái ước mơ mà từ bé mà em đã mong muốn mình được. 18, 19 tuổi có thể cơ hội đến nhiều nhưng mà mình chưa có nắm bắt được. Sau khoảng thời gian đó thì mình đã tĩnh tâm, mình xem lại cái hướng đi của mình. Mình nhìn nhận lại bản thân những cái điểm chưa hoàn hảo để mình hoàn thiện nó. Và cho đến thời điểm này cũng đã qua là khoảng 8 năm, 9 năm rồi. Ba mẹ em là có ủng hộ cho cái công việc của em không? Ba em không có ủng hộ em thi vào trường sân khấu điện ảnh. Và ba nói là trong ngành nghệ thuật của mình thì có quá nhiều cám dỗ đi. Nhưng mà vì em là con gái nên ba cũng khá lo lắng. Nhưng mà em cũng có chia sẻ với ba là trong ngành nghệ thuật hay bất kỳ ngành nghề nào cũng có người này người kia, và những người em tiếp xúc đều đối xử rất tốt với em, nên từ đó ba cũng tin tưởng. Ba nhìn những sản phẩm em làm ra nè, rồi bây giờ thì ba đã bắt đầu ủng hộ và tin tưởng. Chị biết là em là vừa là theo đam mê cái công việc là vừa là người mẫu nè, vừa là diễn viên nè. Và Ngân cảm thấy cái vai trò nào phù hợp với mình hơn? Đối với em, dù là người mẫu hay là diễn viên thì em luôn cố gắng phát huy hết những cái khả năng, những cái ưu điểm của mình, dần dà hoàn thiện và cũng như loại bỏ những cái khuyết điểm. Em nghĩ là trong mỗi quá trình trưởng thành của mình sẽ có những cái ưu tiên đặc biệt cho từng giai đoạn trong đời của mình. Và hiện tại giai đoạn này thì em mong muốn dành hết tâm trí, nguồn lực của mình cho diễn xuất, tạo ra những sản phẩm hay, những cái sản phẩm chất lượng cho khán giả. Rồi, Tường nghĩ cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn chín mùi để em có thể phát triển được cái con đường mà em đang lựa chọn, đó là cái công việc là diễn xuất. Bởi vì cái diễn xuất thì nó đòi hỏi một cái quá trình, nó đòi hỏi cái va chạm thực tế. Và với 8-9 năm trong nghề thì chị nghĩ rằng là em đã có đầy đủ trải nghiệm của bản thân. Thì với những cái trải nghiệm đó, với những cái kinh nghiệm như vậy, thì khi mà mình vào vai đó, mình sẽ vào một cách ngọt ngào hơn, mình không cần phải vay mượn cảm xúc nhiều nữa. Mà mình có những cái cảm xúc đó từ cái thực tế, những cái kinh nghiệm cuộc sống mà mình đã trải qua. Đó là lý do tại sao gần đây những cái vai diễn của Thúy Ngân là luôn luôn được khán giả đón nhận. Và bây giờ thì Cát Tường xin mời quý vị chúng ta hãy theo dõi một đoạn phóng sự sau đây ạ. Xung quanh chúng ta cũng không hề thiếu những câu chuyện dành tuổi trẻ để đạt được ước mơ. Đó là câu chuyện của nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh. Tại SEA Games 2017, Lê Tú Chinh đăng ký tham dự 3 nội dung và giành cả 3 huy chương vàng ở các nội dung mình tham dự. Trong nội dung tiếp sức 4x100m nữ, Lê Tú Chinh giành huy chương vàng với thành tích 43:88, đồng thời phá kỷ lục SEA Games, đem lại tự hào cho thể thao nước nhà. Là câu chuyện của Phạm Anh Đức, 29 tuổi, sáng lập và điều hành công ty cổ phần VCare, nền tảng tra cứu thông tin y tế và kết nối người dùng và các dịch vụ y tế tại Việt Nam. Đi vào hoạt động cuối năm 2015, hiện nay vcare.vn có cơ sở dữ liệu kết nối với khoảng 50.000 cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện trên toàn quốc, 43.000 bác sĩ, có 150.000 lượt câu hỏi và tư vấn của bác sĩ.
đó còn là Nguyễn Văn Hiếu, chàng trai tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và nhận được việc làm tại một bệnh viện giữa thủ đô. Thế nhưng, Hiếu lại viết đơn tình nguyện tham gia dự án 585 của Bộ Y tế, thí điểm đưa các bác sĩ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Hay là food blogger Vũ Dino, anh chàng kiên quyết bỏ việc marketing để vào bếp nấu ăn và truyền cảm hứng ẩm thực cho nhiều người. Cứ còn mơ, còn đam mê, thì tuổi trẻ hẳn còn đẹp và đáng để dấn thân, hết mình vì mọi thứ. Chẳng có khoảng thời gian nào rực rỡ như thế, và cũng chẳng có khi nào thích hợp hơn để đứng lên, chạy theo đam mê của mình, như những ngày thanh xuân ôm giấc mơ với nhiệt huyết căng tràn. Chúng ta cũng đã nhìn thấy hình ảnh của những rất là nhiều những cái bạn trẻ có những cái ước mơ, những cái đam mê và đã đeo đuổi những cái hoài bão đó của mình. Tường thấy cũng rất là nhiều bạn trẻ, đầu tiên họ cũng có những cái ước mơ hoài bão rất là lớn, nhưng mà trong quá trình thực hiện cái điều đó thì có rất nhiều những bạn đã có những cái giai đoạn là chùn bước, chán nản, hoặc là cảm thấy mơ hồ, không hiểu là mình đã đi đúng đường hay chưa, rồi không biết là mình phải bắt đầu lại từ đâu. Rồi có những lúc mà những vấp ngã thì họ không đủ sức, không đủ cái nghị lực để họ đứng dậy, họ vượt lên. Có giai đoạn nào Ngân cũng rơi vào những tình trạng như vậy hay chứ? Em nghĩ là không chỉ riêng em mà là tất cả mọi người, ai cũng có từng trải qua cái khoảng thời gian như vậy. Nếu mà mình thành công thì cũng giống như bạn nói là sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để các bạn sau này có thể bước tiến nhanh đến con đường thành công của mình. Thực hiện được thì mình sẽ tạo một cái game cho riêng bản thân mình. Còn nếu như có thể thì sẽ cho mọi người biết đó. Nếu mà mình thực hiện được á, mai này tất cả những cái sản phẩm gì của Việt Nam đều mang dáng dấp về du lịch. Có lẽ là sẽ về Việt Nam để phát triển đất nước mình hơn. Chị thấy có một cái khủng hoảng mà rất nhiều bạn trẻ gặp phải, đó là vấn đề kinh tế. Yeah. Tại vì trong quá trình đeo đuổi ước mơ, nhưng mà họ cứ bị dừng lại bởi cái sự chi phối quá lớn của đồng tiền. Thì yeah, có khi nào em bị cái đồng tiền nó làm cho mình phải lung lay, mình mất đi phương hướng hoặc mình khó khăn trong cuộc sống chưa? Em thì không lo ngại về vấn đề đó, là vì em nghĩ là mình có thể không làm nghề này, mình làm nghề khác cũng tạo ra được đồng tiền, ít hay nhiều là do mình muốn, là do sự cố gắng của mình. Nên thay vào đó, thay vì em kiếm tiền một số tiền lớn, thì em chỉ cần một cái khoản vừa đủ để đủ trang trải cuộc sống của mình, và em tôi luyện cái khả năng, cái ý chí của mình, cái nghị lực của mình nhiều hơn, để mình có thể khi mà mình gặp bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng có thể vượt qua. Với cái khả năng yêu nghề thì nghề nào mình cũng cần phải trân trọng và gìn giữ cả, chứ không chỉ riêng là về mặt diễn xuất hay là nghệ thuật. Mình cố gắng thì cái thành quả mình nhận lại thì nó sẽ xứng đáng. Và em mong là với những bạn trẻ mà nếu như có khả năng thì hãy cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Không phải là đẹp là có thể làm diễn xuất được, không phải đẹp là theo nghệ thuật được, và không phải xấu là không có cơ hội. Yeah. Kính thưa quý vị, có rất nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ thật sự là không có vóc dáng gọi là tiêu chuẩn, nhưng mà họ rất là nổi tiếng. Và thưa các anh chị, có những nhiều người rất đẹp nhưng mà cũng không diễn được thì vẫn đời như thường, và có những người thật sự không nổi tiếng nhưng họ vẫn sống được với nghề bằng cái sự đam mê. Và họ không cần đặt nặng cái vấn đề là tôi nổi tiếng bao nhiêu, nhưng mà vấn đề là họ sống được với cái niềm đam mê của họ. Rõ ràng là tương lai thì không ai biết trước hết. Đúng. Nhưng mà mình phải sống cho ngày hôm nay. Ngày sau này khi mà mình già rồi mình ngồi nhìn lại, mình không cảm thấy hối tiếc. Chính vì xác. Mình đã không dám đương đầu. Chứ không có nghĩa là mình không có khả năng, mình không có ước mơ. Em chỉ buồn là khi mà sau này ngồi già em suy nghĩ lại là ủa sao quá trình khoảng thời gian đó của mình, thanh xuân đó của mình đã chưa từng cố gắng vì điều gì cả. Đó, thì ngày hôm nay với tất cả những cái nỗ lực, em mong muốn và em cũng mong muốn mọi người, những bạn trẻ đang trong quá trình trưởng thành và tìm định hướng tương lai của mình, sẽ luôn luôn cố gắng dành hết tâm trí của mình, cho dù mình có vấp ngã ở đâu, mình đứng dậy ở đó. Thất bại cũng không sao cả, có thể chúng ta không đạt được ước mơ của mình, nhưng chúng ta cũng đã có sự trải nghiệm với cuộc sống, nó chỉ thêm cho chúng ta những cái kinh nghiệm sống trong cái cuộc sống của chúng ta sau này thôi. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình các bạn nhé. Cảm ơn Thúy Ngân rất là nhiều buổi chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.